Chào mừng trở lại một lần nữa với kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ cho bạn thấy danh sách khó khăn sau này trong trò chơi trong năm 2024 mà bạn cần phải đề phòng. Bởi vì trò chơi này đủ không chỉ có một đồ họa tuyệt đẹp và lối chơi tuyệt đẹp, nhưng cũng có rất nhiều vốn liên doanh khổng lồ hỗ trợ họ. Đằng sau trò chơi này, chúng tôi tạo ra một cuộc cách mạng khác cho Gamafa và chơi để kiếm tiền. Bây giờ không làm gì nữa, chúng ta hãy nhảy ngay vào nó. Vì vậy những đạo cụ đầu trong tiên trong trò chơi mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là Anh Hùng Đi Ăn, một trò chơi trồng rỗng với những người chơi hệ sinh thái Salana. Chúng tôi thu thập và sử dụng đèn neon và robot chống vườn của họ để chiến đấu với tất cả người chơi trong một Amir sử thi, bắn các trận đấu kiếm mã thông báo người hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng các trận đấu và tiến bộ trong chế độ cuối cùng của họ. Bạn có thể xem các đoạn giới thiệu. Ngay đây là siêu tuyệt vời. Tôi đã cao cho trò chơi này có tới 9 robot súng và 7 loại vũ khí khác nhau. Bạn có thể trang bị cho neon của bạn làm button Joel trong trò chơi, hoàn toàn đồ sộ và kích thước. Tôi phát hiện ra hình ảnh hơi giống Valorant. Vì vậy tôi thực sự kỳ vọng cao vào trò chơi Anh Hùng Đi Ăn. Chủ đề bao gồm hơn 40 tài năng từ chơi game, phương tiện truyền thông mới và USG với trước đó, kinh nghiệm xây dựng cộng đồng toàn cầu, khởi động các dự án phối hợp và thiết kế 3 tiêu đề trò chơi từ Usup Easy. Thêm các Anh Hùng Đi Ăn, nhóm phát triển có lẽ là một trong những đội biến mất trong trò chơi để kiếm hệ sinh thái. Ngoài đội tinh thần, trò chơi cũng được hỗ trợ bởi ít người ủng hộ nhất, bao gồm 3 mũi tên, cơ chế vốn của bạn, Magi Sago và nhiều mang chơi game lớn trong một không gian quanh co. Trò chơi dự kiến sẽ được phát hành vào cuối 2024. Vì vậy các bạn có nhiều thời gian để tự nghiên cứu và chuẩn bị cho sự kiện lớn này. Tiếp tục, nếu bạn là lớp cuối cùng của gia tộc, bạn chắc chắn không nên bỏ lỡ trò chơi thứ hai này. Đó là những anh hùng của Mafi, một sự tôn vinh, chiến thuật lại tràn vào Ethereum Black trên một lần nữa, nơi bạn có thể xây dựng cơ sở nhà, phát triển quân đội của bạn và kiếm được mã thông báo Julie bằng cách đồng tình các căn cứ của kẻ thù. Trong suốt cuộc chiến của Mafia, nhìn vào các nhà giao dịch và cả lối chơi demo, tôi nghĩ nó trông giống hệt với cuộc đụng độ của các gia tộc. Đó là một trò chơi di động thực sự nổi tiếng ở châu Á. Nhưng sự khác biệt duy nhất là đất, cũng như nhân vật, sẽ được chuyển đổi thành năng lượng mà bạn có thể giao dịch và chơi với nhau trên thị trường. Nhưng đó chỉ là trò chơi, họ cũng có cả một hệ sinh thái Mafia, cung cấp nhiều công cụ cho người chơi, người có trải nghiệm nhập vai độc đáo với thị trường NFT tiên tiến, phát trực tiếp thay thế các công cụ hợp tác và phần xếp hạng. Và quan trọng hơn, thực tế là trò chơi này được đầu tư bởi nhiều quy lớn ngắn hạn như Financial Anjebe Eji Soker Zucker, Locom và Incaber Zen Hasiki Carbaton. Trong số các liên danh TA1 hàng đầu ủng hộ dự án này, những người đứng sau các anh hùng của Mafia là CKG Studio, phát triển game có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, với sứ mệnh mang đạo cụ trong trò chơi đến với công chúng. Do đó bạn có thể thấy trong đó, nhóm CKG Studio có nhiều gương mặt Việt Nam giữ các vai trò quan trọng như sau. Bạn có thể xem trang web Studio của riêng liên họ kết bên dưới. Theo các anh hùng bản đồ giáp của Mafia, trò chơi chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào quý 4 của năm 2024. Giống như Neon Hero C vậy, chúng ta sẽ phải đợi nửa năm nữa để trải nghiệm trò chơi tuyệt vời này. Và trò chơi tiếp theo ở số 3 Sapphire Vâng. Một trò chơi tùy chọn chi vân ảnh khác và hệ sinh thái thanh tao. Và dự kiến sẽ là một trong những trò chơi năng lượng yêu thích của tôi. Một phụ nữ xinh đẹp, trò chơi là nơi bạn có thể chơi như một trong những người thu chơi tuyệt vời, bước lên cấp trên và chiến tranh, và tiêu diệt quái vật trên đường đi với bạn bè của bạn. Tất cả các vũ khí, nhân vật, địa điểm, chức năng trong nước trong trò chơi, tài nguyên, vật phẩm và thành tích ở cấp trên sẽ được đại diện bởi các thực thể hoàn toàn thuộc sở hữu của game thủ, không phải nhà phát triển. Điều tôi thực sự thích về mật mã là, mặc dù chúng chỉ có khoảng 3 loại ký tự NFT, nhưng bạn có nhiều loại trong số chúng được thiết kế với nghệ thuật vô cùng độc đáo, làm cho mỗi thực thể Sapphire trở thành siêu đốc và có giá trị hơn đối với các nhà đầu tư. Họ đã phát hành phiên bản alpha của trò chơi và có vẻ như cách chơi tốt khá đơn giản, dễ chơi, có thể truy cập nhưng rất gây nghiện. Nó trông giống như trò chơi bắn súng ngoài hành tinh. Đó là một trong những trò chơi yêu thích thời thơ ấu của tôi. Vì vậy bạn biết tôi đã cao cho trò chơi này rồi.
Tất nhiên nó chỉ là về phần trò chơi. Điều gì khiến tôi tự tin hơn về khả năng của Surfer để có thể phát triển một cú sút xa? Một trò chơi tuyệt vời như thế này đến từ thực tế là họ nhận được bài học từ nhiều những người ủng hộ Hugh, bao gồm Arlington Carverton, nhà nghiên cứu Hoshi Alumina, nơi tôi có thể bay thủ đô, và hai tàu chơi game truyền thống nổi tiếng, Truyền Đạt và Tào Lao. Đội ngũ sáng lập của Sapa có trụ sở tại Ho Chi Minh, Việt Nam, nhưng họ có một đội ngũ toàn cầu đầy đủ với nhiều nền tảng khác nhau, từ Hoa Kỳ, Việt Nam, Anh, Canada. Một nhóm toàn cầu với niềm đam mê chơi game năng lượng. Chúng tôi đã có đội chiến thắng Co, anh ấy là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam. Sita và anh ấy có vô số doanh nghiệp thành công từ lâu. Có lẽ chúng ta đi cùng với mật mã. Trò chơi thứ tư mà tôi có thể giúp đề cập đến là Sita, trò chơi Chi Vân Anh được mong đợi nhất cuối cùng. Cuối năm nay, với hình ảnh được mong đợi là cực kỳ đáng kinh ngạc. Ngôi sao ra mắt để cung cấp toàn bộ tinh thần chơi game ảo, nơi người chơi có thể đi sâu vào không gian sâu, với những con tàu vũ trụ đầy năng lượng của riêng họ và những người bảo vệ. Khám phá, thu thập tài nguyên, chiến đấu xâm lược trên cơ sở người chơi, trong trận chiến để giành phần thưởng. Khi nó truy cập trang web lần đầu tiên, tôi chỉ bị sốc bởi nó tuyệt vời và phi thường như thế nào. Nó thực sự đặt rất nhiều nỗ lực vào việc thiết kế trang web này để tạo ra trải nghiệm này cho người chơi. Không may, chúng tôi vẫn chưa có manh mối về bản demo trò chơi, nhưng bạn có thể tưởng tượng nó sẽ giống như sử dụng cơ thể của cô ấy. Chiến hạm khám phá vũ trụ, chiến đấu với tất cả các cầu thủ cùng nhau đến mức tồi tệ nhất. Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng thực sự để chơi trò chơi này, bạn sẽ phải sửa chữa rất nhiều thứ. Kết hợp tàu vũ trụ, thuê vật liệu phi hành gia, chạm biến sàn và một loạt các thiết bị khác. Nó giống như chuẩn bị cho một kẻ nổi loạn không gian thực sự trong cuộc chiến này. Để đảm bảo hoàn thành một trò chơi lớn như thế này, phải có một sự thụt lùi mạnh mẽ đằng sau dự án. Do đó cho đến bây giờ, Citalacy đã hợp tác với Solana Harbor, với Chelsea Dâm và một số quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng. Dự án cũng đã nhận được 3 triệu năng lượng đầu tư từ những bộ não không quan tâm để phát triển. Nhưng vấn đề là chất lượng của Citala không phải từ bất kỳ studio trò chơi nổi tiếng nào, nhưng chủ yếu là từ các liên doanh đa chuỗi. Bạn có thể đọc thêm thông tin về nhóm này trên trang web. Trò chơi chính thức của Citalo dự kiến sẽ được phát hành vào cuối 2022. Và bây giờ, các bạn có thể mua và giao dịch các thực thể trên thị trường, làm nghi lễ của riêng bạn và chuẩn bị tinh thần cho cú đánh lớn này trong 2022. Cuối cùng, nhiều quốc gia trẻ hơn và NFT dựa trên PC game trên Solana, nơi người chơi có thể tham gia vào 4 người, thông qua trò chơi để cạnh tranh với những người chơi khác, hợp tác với gia tộc của bạn và trở thành người cai trị các quốc gia. Và điều tuyệt vời là nó hoàn toàn miễn phí để chơi, và bạn có thể bắt đầu trò chơi ngay bây giờ. Đồ họa của trò chơi trông tuyệt vời, giống như Jammer Luck Incubation. Bạn có thể thấy tiềm năng của nó là việc áp dụng hàng loạt trong tương lai. Lối chơi bắn súng NBA là có thật, lành mạnh và gây nghiện. Đó là một trò chơi mà bạn có thể chơi cho vui, không chỉ vì lợi nhuận mà thái độ. Trò chơi có vẻ yêu chính nó, và bạn có thể mua chúng trong album ma thuật. Bạn có thể thêm một số điểm vào khả năng của mình và cả thu nhập của bạn trong tương lai. Điều gì khiến tôi thực sự tự tin về tôi do em? Thực tế là nó được tạo ra bởi Fazui Studio. Studio chơi game do Sequency đầu tư. Banteja Gam Capitan ở mức thấp 10. Các đối tác software ủng hộ trò chơi này. Mã thông báo của trò chơi vẫn chưa ra mắt, vì vậy vẫn chưa có bất kỳ hệ thống ban đầu nào. Nhưng hiện tại đã chuyển sang người chơi trung bình, với gần 100.000 trận chiến mỗi ngày, chứng minh sự phổ biến của một trò chơi cho người chơi truyền thống. Tôi không thể tưởng tượng nó sẽ diễn ra như thế nào nếu họ phát hành mã thông báo, nơi người chơi có thể vui chơi và kiếm lợi nhuận. Vì thế, đó là một số danh sách cá nhân của tôi về 5 cầu thủ hàng đầu, về các trò chơi mà bạn cần chú ý trong 2022. Nhưng hãy lưu ý rằng đây không phải là lời khuyên tài chính. Video này chỉ để giới thiệu các bạn với trò chơi này. Do đó các bạn nên tự nghiên cứu lại và đưa ra quyết định đầu tư của riêng bạn. Hầu hết trò chơi tuyệt vời này sẽ được phát hành vào cuối 2022, vậy các bạn có nhiều thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị cho sự ra mắt trò chơi khổng lồ này. Đó là phần cuối của video hôm nay. Nếu bạn thích video này và thấy nó hữu ích, đừng quên nhấn like, nút đăng ký để cập nhật các tập hàng tuần của tôi. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.